Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban ngành địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành và đông đảo nhân dân cả nước, nhân dân thủ đô Hà Nội đã tham dự lễ kỷ niệm. Cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đoàn đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thay mặt Ban Tổ chức cấp quốc gia, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, thành viên thường trực Ban Tổ chức điều hành lễ kỷ niệm. Mở đầu chương trình meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 là lễ rước đuốc. Ngọn lửa đã được Trung tướng Triệu Xuân Hòa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiếp sáng, bùng cháy trên đài lửa, ngọn lửa của cách mạng tháng 8, ngọn lửa biểu tượng soi đường, cổ vũ, khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngay sau đó, lễ chào cờ đã diễn ra trang nghiêm trong tiếng nhạc quốc ca hùng tráng. 21 loạt đại bác đã được bắn tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Diễn văn nêu rõ, cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại. Ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực. Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối đó được đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, không quản gian khổ hy sinh, bền bỉ tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân, nhất tề vùng lên khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước, là kết quả của ba cao trào cách mạng của nhân dân ta trong suốt 15 năm từ ngày thành lập Đảng. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng 8 và lời thề độc lập. Nhân dân ta kỷ niệm cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng 8 và lời thề độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam của chúng ta, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, như Bác Hồ đã căn dặn.
Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức.